Thưa quý vị các bạn, tàu phà đi Phú Quốc, các đảo Nam Du, Hòn Sơn dừng chạy từ sáng nay. Đến khi có thông báo mới, do biển Tây Nam có gió giật cấp 7, cấp 8. Được biết đây là lần thứ hai trong tháng tàu phà trên tuyến ngừng chạy do thời tiết xấu. Lúc 7 giờ sáng nay, đại diện cảng vụ đường thủy nội địa Kiên Giang cho biết, theo dự báo thời tiết, vùng biển Kiên Giang hôm nay thời tiết xấu. Do đó, các tuyến phà tàu cao tốc đi từ thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên đi thành phố Phú Quốc và ngược lại đều tạm dừng hoạt động. Các tuyến tàu từ thành phố Rạch Giá đi đảo Nam Du cũng tạm dừng đón khách. Riêng tuyến tàu cao tốc từ thành phố Rạch Giá đi Hòn Sơn, huyện Kiên Hải vẫn hoạt động bình thường do hãng tàu cao tốc Super Đông và Ngọc Thành chạy vì tàu to chịu được gió giật cấp 5. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, hiện mỗi ngày có khoảng 10.000 khách du lịch đến đảo bằng tàu cao tốc và máy bay. Riêng đường biển, mỗi ngày có hơn 30 chuyến tàu từ đất liền ra Phú Quốc. Vé đã mua được các hãng tàu thu lại hoặc là đổi chuyến cho khách.